Alex đang ở núi Đức Mẹ Hiệp Nghĩa. Quá trời đẹp luôn. Đẹp quá bao ơi. Đà Nẵng. Giờ Alex sẽ lên trên cái phòng trên cái tầng cao hơn để nhìn toàn cảnh nè. Wow. Cái cầu Thuận Phước đó, cái cầu đó. Đà Nẵng. Đằng kia. Cầu gì vậy? Cầu Thuận Phước. Cầu Thuận Phước hả? Trước mặt đó, cầu hai nhịp đó, cầu Thuận Phước. Wow, Đà Nẵng có cái cầu này đẹp ha. Kiến trúc của Đức không? Còn phía bên xa này là cái gì đây? Cái đài quan sát hả? Đài quan sát đây. Đài quan sát biển Đông của Việt Nam. Đà Nẵng. Một bức tranh toàn cảnh. Wow. Quá đẹp. Rồi, chào mừng tất cả mọi người. Hôm nay Alex chuẩn bị qua thăm lại chiếc lăng Vua của Đắk Lắk để về làm dâu Đà Nẵng nè. Thấy có cả chị hai đi chung luôn. Thì qua bên đó coi có một chiếc Z4 nữa, coi mình review cho mọi người coi nha. Cuối cùng cũng tới nhà anh chủ. Vạn Thịnh Lên. Hôm nay thăm lại cái em ở Đắk Lắk nè. Quá trời đẹp luôn. Đà Nẵng. Ôi, thành phố Đà Nẵng thân thương. Bajujo 203 cho mình coi nè. Mọi người nó ở lớp chỉnh một số cái chi tiết. Đó là một số nơi nó cũng mấy cái khe nhỏ nhỏ nó bị nước muối nó, nhưng mà nó không có đáng kể. Ở lớp về cho anh em làm lại rồi mới giao cho anh em. Rồi bây giờ mình nha, anh kiểm tra cái gầm của nó cái nè. Ok. Ồ, gầm còn ngon quá mọi người. Gầm còn ngon quá. Cầu lo bên trong cầu trước vẫn còn hết nha. Nè. Cầu đây kêu một cầu này, cầu sau, cầu trước, một cầu trước nó nằm đâu ta? Đây còn, ok. Cái này cũng nó có
Còn được. Nhét coi su nè. Rồi, ok. Cái bê bông ba này ở đây nó lắp cái chỗ này rồi mà không có cái chỗ nào để mình gài cái cầu giống như là cái cầu lốc á, thì mình cũng chưa biết là nó sẽ cài như thế nào, khả năng là nó lên cầu điện rồi. Đây nè, đây là cái cầu của V33 nè mọi người. Gần như mọi thứ là chỉ có làm ở phía trên này thôi, không phải xuống dưới lóc cầu nha. Rất là tuyệt vời. Cầu là mình ở trên này luôn. Tức là cái bộ cầu nó đã họ đã làm, là ngân hàng người ta đã làm là không cần dưới lóc cầu luôn, là mình làm trực tiếp ở trên này luôn. Rất là tuyệt vời. Nên là có cái cảm giác giống như là mình đi V33 và V43 33 mà như đi V43, 45 vậy đó. Tuyệt vời. Đang ở biển nè mọi người. Đang ở biển nè. Đó, quá trời ơi, đẹp luôn. Anh Lít đang đi chiếc Paradiso 2003. Chưa đóng kỹ. Có cái dây dưới. Cảm giác mà được đi ở dưới biển này đã lắm mọi người. Chỉ có Paradiso mới làm được cái điều này thôi. Chưa có không có chưa có
Đại khái là mình chưa có xì hơi á, để hơi nó vẫn căng. Đi phá rồi ôi. À. Này là đi phá nè, đi phá xe. Ôi mọi người nhìn chính tích kìa. Đã quá trời quá đất luôn. Cuối cùng Alex thì cũng qua lấy được cái xe V33 máy 6G72 mọi người. Giờ Alex đang chạy tranh thủ chạy nhanh ra tính làm clip luôn để cho mọi người coi, nhưng mà phải tranh thủ ra để cho nó kịp giờ phà về Hà Tiên á. Ngày hôm nay còn một chuyến cuối cùng nên là mọi thứ đó, xe này là xe ngân hàng, mọi thứ nó còn hoạt động tốt lắm. Đó là ok. Alex đang chạy con V33. Xe đời 2003 nó còn cứng lắm mọi người. Cứng ngắc à. Đi cảm giác lắm. Dự định Alex sẽ qua phà Thành Thới, sau đó về Hà Tiên. Nó chạy qua Rạch Giá Bạc Liêu luôn. Hy vọng mọi người coi thấy hay thì nhớ đăng ký kênh nha, ủng hộ Alex. Ở đây là bến phà Thành Thới nè mọi người. Đó. Giờ Alex đi vô trong để đặt vé. Alex đặt vé rồi. Chuẩn bị lên phà Thành Thới về đất liền mọi người ơi. Wow, quang cảnh rất là đẹp. Người dân Phú Quốc, biển đảo. Đại thể thì sau khi mà Alex lấy chiếc xe này thì Alex rất là vui mọi người. Bởi vì xe miền biển mà ở miền biển đảo nữa. Ra thì thấy một số đại thể, một số cái lớp sơn á nó cũng bong chóc rồi. Với thứ hai nữa, khung gầm thì nó cũng chính xác là nó cũng có hơi mục. Nhưng mà về đại thể nội thất rồi mọi thứ máy móc rất là ngon rồi mọi người. Còn những cái mà nó chỗ nước biển nó ăn vô thì nó mục á thì nó cũng không có đáng kể. Alex chấp nhận được vì nhờ người đi coi, nhưng mà họ cũng không có phải là chuyên nghiệp lắm, với lại vài bức hình thôi.
Nhưng mà ra thì gặp chiếc xe chính xác là vui. Thì họ cũng có nói sơ sơ là cũng có một mọt đôi sổ, nhưng mà chấp nhận được mọi người. Đời 2003 máy ra còn ngon lắm, máy 6G72, dòng máy của G72 là dòng máy của V3GO, V73 đồ này kia đó. Đời mới hết rồi, ép điện hết. Chạy vô được không? Xong mọi người, đây là quang cảnh trên phà nè. Rồi, bắt đầu rời Phú Quốc. Phú Quốc ơi là Phú Quốc. Cuối cùng cũng gần tới phía bên kia là Hà Tiên à. Gần tới Hà Tiên rồi. Cái dòng nước rồi ghê quá. Đây là chiếc Bajizo 2003 ở dưới Phú Quốc này mọi người. Mệt quá, lết mệt quá. Nên là lết ghé vào ăn ngủ. Mùa này dịch bệnh nên là lết ngủ luôn ngoài xe, không có vào ghé đâu nữa. Ồ, cảnh rất là đẹp, rừng như là Đà Lạt ấy. Rồi, chào buổi sáng. Đó, bên trong này sẵn cho mọi người coi nội thất luôn. Quá trời đẹp luôn. Máy của nó là đi đến nay là từ Phú Quốc về tới gần Đắk Lắk là cũng gần cả 1000 cây rồi. Tính ra là lết đi được khoảng 800 mấy cây rồi, 800, 870 cây.
mọi thứ hoạt động tuyệt vời, số má cầu kiết ok lắm. Xăng thì cỡ khoảng 11-12 lít thôi. Nó là bây giờ nó xài điện hết rồi, máy đời mới rồi. Máy của cái dòng V43 nè, V73 đó, V93. Như đó nó dùng một dòng máy là máy 6G72 á. Bắt điện tuyệt vời, đã thiệt. Cái cảm giác cởi con voi rừng nó cũng không thua kém gì đâu. Rồi bây giờ đến gần gửi mặt để tiếp tục cả hành trình. Đây khúc đường đi V33 đây. Đi lại đi đường kia thôi. Đi được không chú? Sống lắm. Xuống cái này, cái mảnh đây là tôi đi được đây. Được, cho đi được á. Anh đi. Đi nào. Đi mép bên kia nhá. Anh che mất camera đây kìa. Dạ. Cháu đi xuống xem mấy cái xe. Đi lên cái đường mép cái này đó. Này là gọi như là lôi luôn đó. Ok luôn, rồi ok. Nó liều. Ông liều không dám chạy, mình đâu dám liều đâu. Xe này ăn thua. Mẹ, đừng kéo mình sống dữ. Ăn thua gì, nó mới là cầu bình thường rồi đó. Được chưa? Đó là lì đòn đấy. Lì. Thôi mình rồi. Mình đéo dám lì nữa. Lì không? Quay cái mặt em cái coi. Lì chưa? Lì rồi đó. Rồi. À.